Shop88 xin chào các bác, chào mừng các bác quay lại kênh dư vi của Shop88. Chắc hẳn các bác sau khi sử dụng chiếc xe đạp Peter Tour, Peter tay Nga thì các bác thường hay xong rồi không biết làm gì. Thì trong video này em sẽ hướng dẫn tất cả các bác cách để các bác có thể bảo dưỡng chiếc xe mình đạp của mình sau một tháng sử dụng, gồm có bảo dưỡng bộ đề, phanh này và căn chỉnh tất cả ốc, cũng như là kiểm tra lại độ căng của đũa này, tra đầu tra mốt cho các ổ khớp trục, xem để cho chiếc xe nó hoạt động chân chu bền bỉ nhất. Thì đây là video giới thiệu hướng dẫn chi tiết cho những khách hàng nào mà đã mới mua xe cũng như là mới từng chơi xe, để các bác có thể hiểu rõ hơn về quy trình và dưỡng cũng như là sửa chữa tại Shop88 và để cho các bác có thể tự làm tại nhà. Thì đây là video hướng dẫn chi tiết, thì các bác nào đang quan tâm về những mẫu xe đạp nào thì truy cập đường link xe đạp 88 để mua thêm một xe đạp mới nhất, ngon nhất. Và bây giờ em sẽ đi hướng dẫn các bác cách để căn chỉnh chiếc xe đạp thể thao, một chiếc xe đạp đua sau 1 tháng sử dụng. Trước mặt các bác này là chiếc Peter Slipper Full 115R7000. Mẫu này cũng là mẫu mới và chiếc xe này hiện tại đã được Shop88 bán sale giảm giá 17,7 triệu và đã vẫn có trong chương trình giảm giá 9 năm kỷ niệm thành lập công ty cho 15 khách hàng đến ngày 18 tháng 6. Thì mẫu xe này sẽ được giảm giá rất là sốc khi các bác alo trực tiếp hotline 0936307317 hoặc cái bản số 0936307317 để nhận được tư vấn và cũng như là giảm giá của chương trình. Còn bây giờ em sẽ đi hướng dẫn các bác đầu tiên sau khi 1 tháng sử dụng thì các bác cần làm gì đối với chiếc xe của mình. Thì đầu tiên đó là các bác phải vệ sinh xe, đó là vệ sinh xích nít này, bộ đề này và rửa qua xe để chiếc xe của các bác nó không bị dính cát này và trông nó sẽ mới hơn. Đấy là việc đầu tiên các bác là phải đi rửa xe. Tiếp theo thì em sẽ đến đó là tra dầu, tra mỡ và các ức khớp trục, gồm có khớp đề, đó là lò xo đề trước này, gạt đề trước này và các khớp chuyển đề này. Còn đằng sau thì các bác sẽ tra lò xo vào củ đề đằng sau và các khớp chuyển đề. Đấy, củ phanh thì các bác tra vào các khớp phanh thôi nha các bác nhá, đừng tra vào má phanh. Khi tra vào má phanh thì nó sẽ không bóp vào vạch cho không ăn. Đấy, tra các khớp này vào các ốc này. Rồi đến củ phanh trước này. Đấy là việc thứ hai khi bác mua xe về sau 1 tháng sử dụng, đó là rửa xe và tra dầu, tra mỡ và các khớp để cho nó mềm ra. Tiếp theo thì em sẽ đến đó là vặn lại các ốc gác. Đầu tiên đó là ốc bô tăng. Em sẽ kiểm tra xem cái bô tăng này sẽ bị dơ không bằng cách các bác dẫm chân vào bánh trước và bác nắc nư cái bô tăng này. Nếu nó bị dơ thì bác xoáy hai ốc này ra cho em, xoáy hai ốc bên cạnh hông ra và xoáy ốc ở trên xuống. Thì lúc đấy cái độ dơ của bô tăng sẽ không còn. Tiếp theo đó là các bác vặn lại củ phanh. Và nếu củ phanh thì củ phanh trước thì các bác vặn ốc ở đây trong, có một ốc ở trong này. Đấy, củ phanh sau thì các bác vặn lại ốc ở đây. Bộ đề, đề thì không phải vặn và kiểm tra các trục, mở khóa trục xem đã chắc chắn chưa và ốc có yên, di chuyển có yên như thế nào. Đấy là việc thứ ba phải làm. Và việc thứ tư đó là căn chỉnh phanh. Căn chỉnh phanh thì thường khi các má phanh các bác bóp nhiều sẽ bị mòn. Đấy, như chiếc này thì các bác vặn cho em cái hai má phanh này nó song song với lại cái bánh thì bằng cách là các bác bóp nhẹ phanh vào này. Và các bác nhìn bên nào đây, như bên này đang hở này. Đấy ạ, đang hở nào có một điểm chạm thôi nhưng một điểm hở. Thì các bác bóp chặt vào và các bác bắt đầu chỉnh di chuyển lên nục năng. Các bác lấy cái nục năng các bác sẽ di chuyển cái má phanh làm sao mà song song với lại cái vành nhất để các bác bóp an toàn và các bác xoáy dây. Xoáy dây điểm này. Đấy là việc thứ tư khi bác một xe nó chỉnh phanh. Và việc thứ năm đó là chỉnh đề. Chỉnh đề thì các bác sẽ chỉnh gạt đề trước. Thì các bác sẽ chỉnh đề này. Đầu tiên em sẽ chỉnh đề sau bằng cách nắp tay đề. Nắp tay đề, vừa nắp vừa quay. Đầu tiên các bác vừa nắp vừa quay xem bộ đề của mình còn mượt hay không, nó có bị trùng dây không. Và cách các di chuyển từng nấc nấc một nhá. Từng nấc nấc một, các bác cứ di chuyển từng nấc nấc một xem nó có nhạy hay không, nó bị sực sực ở tầng nào hay không thì các bác sẽ chỉnh lại. Đấy, thế là chỉnh đề trước này. Đây chỉnh đề sau đấy. Thì các bác lại chỉnh đề sau xuống này. Đấy, các bác cứ di chuyển em tầm 5-6 vòng xem nó có nhẹ hay không, nên xuống đều mượt hay không. Nếu không nên mượt thì các bác có thể chỉnh dây này, có thể chỉnh về tầng níp nhỏ nhất. Nếu các bác chỉnh dây nó căng ra thì các bác lúc đấy này, chỉnh dây căng ra thì lúc đấy cái dây đề sẽ căng lên và bộ đề sẽ nhẹ hơn. Bóp phanh. Thứ hai là chỉnh đề đằng trước. Chỉnh đề đằng trước cũng thế, thì các bác cũng di chuyển củ đề nó lên xuống xem nó có mượt hay không. Đấy là những cái lưu ý khi bảo dưỡng một chiếc xe sau 1 tháng sử dụng. Và cuối cùng đó là bơm hơi. Thì thường thường khi các bác đi nó sẽ non hơi thì các bác bơm xem. Thì ở đây trên nốt có ghi rõ cái cỡ cân hơi các bác cần phải bơm này. Đây, đây dòng này như đây là max 8,5, 8,53,
thì các bác chỉ bơm cho em tầm 6 cân rưỡi đến 7 cân các bác nhé, 6 cân rưỡi đến 7 cân hơi thì nốt sẽ căng. Đấy là những cái lưu ý mà em khuyên các bác sau một tháng sử dụng xe nên làm, đó là rửa xe này, tra dầu và các khớp trục, khớp đề này, xích này, vặn lại ốc ác, bô tăng, vi đâm, cọc yên, củ phanh này và các hai trục, trục trước trục sau, bê đan. Tiếp theo đó là căn chỉnh về phanh và cuối cùng là căn chỉnh đề và bơm hơi, thì các bác sẽ hoàn thiện một chiếc xe bảo dưỡng sau một tháng sử dụng. Còn khi các bác nào đi lâu dài thì các bác nên kiểm tra về đũa, thì các bác bóp chéo này, nếu đũa mà nó chùn thì các bác đi tầm một tháng thì nếu tầm 6-7 tháng thì các bác bóp xem đũa nó bị trùng thì các bác cân nó lại không? Thì lúc đấy phải tầm 6-7 tháng thôi. Và đã tối một tháng thì làm những bước cơ bản như em hướng dẫn. Đấy là những cái bước cơ bản nhất để các bác có thể giúp cho các bác có một chiếc xe đạp nó hoàn toàn như mới và đi nó bền hơn. Bác nào thấy video hay, hãy xin cho em xin một like cũng như đăng ký kênh để em làm video sau tốt hơn. Cũng như là truy cập website xe88.vn, bên có đầy đủ tất cả các mã xe để bác cùng tham khảo. Như giá bán và hiện tại đang có chương trình siêu giảm giá kỷ niệm 9 năm thành lập công ty từ giờ đến hết ngày 18 tháng 6 các bác nhé, 2020. Đây là chương trình có một năm có một lần duy nhất giảm giá tất cả các mã xe từ 500 đến 3 triệu đồng. Tùy từng mã xe khi các bác alo trực tiếp online 0936 307 317. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian để xem video của em. Xin chào các bác.